Xin chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh Tối Gia Nhật Cần Thơ bên em. Video của Tối Gia Nhật Cần Thơ là nhiều lúc 19 giờ và 12 giờ hàng ngày. Cô chú anh chị đón xem và lựa cho mình những cái sản phẩm ưng ý nhất ha. Và số điện thoại của shop 0973 952 507. Cô chú anh chị có thể gọi điện trực tiếp cho shop hoặc nhắn tin qua Zalo đều được ha. Và hôm nay thì shop sẽ đồng giá 450k. Mình sẽ chọn hai sản phẩm bất kỳ ha, và shop sẽ miễn ship toàn bộ ha. Những sản phẩm ngày hôm nay là không lỗi ha và rất là đẹp. Đầu tiên đó là một chiếc ví nam thương hiệu dập nổi đây, và da full da ha, hàng của shop đã qua sử dụng ha, độ mới khoảng 80-90%. Và những sản phẩm ngày hôm nay, hai sản phẩm bất kỳ 450 và shop miễn ship toàn bộ. Ở đây sẽ có một nút bên trong nên nó sẽ có va vấp một chút xíu ha, và một ngăn đây. Ở đây thì mình sẽ đựng những vật dụng tư trang, và một ngăn đây và một ngăn đây. Lót bên trong là lót vải ha, sạch đẹp. Và đây là cái kiểu ha, quý nam thương hiệu dập nổi đây. Lên nhìn shop một mã là 5172 ha, 5172. Và một chiếc ví thương hiệu Valentino dòng Lucino ha. Và ở đây mình đựng thẻ ha, đựng thẻ tiền, thì mình sẽ gấp đôi lại ha. Ở đây mình sẽ có một khóa cá miệng bên trong. Ở đây mình đựng thẻ ha, Lucy Valentino. Lên dùm shop một mã là 5299. 5299. Và cái đến đó là một chiếc ví. Ví này là Yahoo Phủ Sơn Mài đó. Rất là đẹp ha. Và đây tình cảm phí sức trên tiền tỷ thân. Và dòng này là dòng ví dài, mình có thể để vừa điện thoại vào đây. Một ngăn đây và một ngăn đây và một ngăn đây. Bên trong ha là sạch đẹp hết. Lên dùm shop một mã là 5111 ha. 5111. Và cái đến đó là một chiếc ví. Ví da thương hiệu Valentino đây, dập nổi đây. Và ở đây sẽ có một ngăn đây, và đây đựng cả visit giấy tờ tùy thân Valentino Made in Italy đây. Và một ngăn ở đây và một ngăn đây. Ở đây là da ha, da thật toàn bộ, sạch đẹp hết. Lên dùm shop một mã 5268 ha. 5268. Hai sản phẩm 450 ha. Và một chiếc ví rất là chất và đẹp luôn. Đó, ở đây nó sẽ có một ngăn ở đây và một cái nút để mình mở ra. Thì ở đây đựng cả visit chúng ta tùy thân. Và một ngăn đây có một cái khóa cá miệng ha, bên trong lót vải sạch đẹp. Và một ngăn đây và một ngăn đây và một ngăn đây, thương hiệu Patrick Scott. Và ở đây nó sẽ có hai cái ở nhà mình có dây á, thì mình có thể mình xỏ vào đây mình đeo được ha. Lên dùm shop một mã là 5489. 5489. Hai sản phẩm 450. Và cái đến đó là một chiếc ví. Ở đây sẽ có một dạng phông cốp, một ngăn đây đựng tư trang để mình gài lại như thế này chắc chắn ha. Và thương hiệu dập nổi đây. Ví này ngỏ gọn và xinh xắn. Thì ở đây sẽ có hai ngăn ở đây đựng thẻ ha, một ngăn đây để đựng tiền, một ngăn đây là sạch đẹp ha. Lên nhầm shop mã là 5284. Hai sản phẩm là 450. 5284 ha, hai sản phẩm 450. Da rất là chất và đẹp. Và cái đến đó là một chiếc ví. Ví này dạng thẻ nha, da rất là đẹp luôn, da thật 100%. Hàng của shop từ Nhật về ha. Một ngăn đây và một ngăn đây. Da này giống y chang như da mộc á, đựng thẻ. Lên dùm shop một mã là 5309. 5309 ha.
hai sản phẩm là 450, mình ship toàn bộ. Và cái đến đó là một chiếc phí màu xanh giá thật ha, dập hiệu thương hiệu chữ V, một ngăn đây và một ngăn đây, thì mình mở ra thì bên trong thương hiệu là Valentino ha, một ngăn đây và một khóa kéo miệng đây, bên trong lót vải sạch đẹp và một ngăn đây nữa ha, là sạch đẹp. Bên đây nó sẽ còn chữ tiếng Nhật Valentino, một form ở đây là form này là form dạng cớp ha, một form dạng cớp ở đây. Lên nhìn sớm một mã là 5483. 5483. Ngay sản phẩm là 450. Và kế đến đó là một chiếc phí màu hồng và sẽ có một khóa kéo miệng ở đây. Bên trong một ngăn đây và một ngăn đây và một ngăn đây. Lót bên trong là sạch đẹp ha. Lên nhìn sớm một mã là 5319. 5319. Và cái đến đó là một chiếc phí thương hiệu Cost ha. Thương hiệu Cost này, da là kết hợp với vải. Ở đây là da, cái viền là da. Và sẽ có một khóa cáp miệng ở đây. Bên trong đựng cạp với giấy tờ địa chỉ, một ngăn đây, một ngăn đây và một ngăn đây. Và sẽ có một khóa cáp miệng. Bên trong lót sạch đẹp hết ha. Thương hiệu Cost dập nổi đây. Lên nhìn shop một mã là 4628. 4628, hai sản phẩm là 450 ha. Và kế đến đó là một chiếc ví dài thương hiệu Cost dập nổi đây. Chất liệu là da canvas của Cost ha, màu xanh và sẽ có một khóa cái miệng ở đây. Ở đây nó sẽ có vo bóp thời gian ngay chỗ này ha. Đó. Và một ngăn ở đây. Một ngăn đây đựng cạp với giấy tờ tùy thân. Một ngăn đây đựng cạp với giấy tờ tùy thân. Lên nhìn shop một mã là 4648 ha. Hai sản phẩm là 450. Kế đến đó là một chiếc ví thương hiệu Ninagishi. Đây Ninagishi đây. Và sẽ có một cái nút để mình mở ra. Thì ở đây điện thẻ ha, một ngăn đây và một ngăn đây. Bên trong lót sạch đẹp ha, dập thương hiệu Ninagishi đây. Lên dùm shop một mã 5482. 5482 Ninagishi, chất liệu da canvas của hãng Ninagishi, hai sản phẩm bất kỳ. Và cái đến đó là một chiếc ví ha, dập vân sáu, da rất là chất và đẹp. Ở đây nó sẽ có một cái nút để mình mở ra, thì bên trong sẽ có một ngăn ở đây và một ngăn đây, sạch đẹp ha. Và một cái nút để mình dài lại như thế này chắc chắn, và một ngăn đây, đây đựng thẻ cạc, và một ngăn đây, sạch đẹp ha. Và một ngăn đây, và một ngăn đây để mình đựng tiền, hai ngăn để đựng tiền ha. Lên dùng shop một mã 5291. 5291 hai sản phẩm bất kỳ là 450. Kế đến đó là một chiếc ví đây, nó da rất là đẹp ha. Da này là da trăng, da thật 100%. Ở đây sẽ có một khóa kéo miệng ở đây. Bên trong một ngăn đây, đây đựng cạc với giấy tờ tùy thân và đựng cạc với giấy tờ tùy thân. Và để đựng cạp với giấy tờ tùy thân, một ngắn đây. Lót bên trong là lót vải sạch đẹp. Lên nhịp shop một mã là 4604 ha. 4604. Và kế đến đó là một chiếc ví ngắn, màu này là màu vàng đồng, thương hiệu Victoria Secret. Và ở đây nó sẽ có một cái để mình xỏ tay vào, và sẽ có một khóa cái miệng ở đây. Bên trong một ngăn đây và một ngăn đây và một ngăn đây đựng cạp với giấy tờ tùy thân, thương hiệu dập nổi đây, Zenith Leather, chứng nhận da thật 100% ha. Lên nhìn shop một mã là 5140.
hai sản phẩm là 450, miễn ship toàn bộ. Và kế đến đó là một chiếc ví ha, ví này da trần trám, ví ngắn thôi, và sẽ có một khóa cáp mạng ở đây, bên trong lót sập đẹp và một khóa cáp mạng ở đây, và một khóa cáp mạng ở đây nữa ha, bên trong lót vải sạch đẹp hết ha. Lên giùm shop một mã là 5304 5304. 5304 ha. Và kế đến đó là một chiếc ví thương hiệu ha, Samatha Tavasa, màu là này là màu xanh ha, màu xanh nhạt, và sẽ có một ngăn đây và một cái nút để mình mở ra. Ở đây đựng cạp với giấy tờ tùy thân, một ngăn đây có một cái khóa cáo miệng ở đây, và một ngăn đây đựng cạp với giấy tờ tùy thân, và một ngăn đây là sạch đẹp hết ha, và có một cái nút để bịt gà lại như thế này là chắc chắn hết. Lên nhìn shop phòng mã ha, 4718 4718 ha, hai sản phẩm là 450. Và kế đến đó là một chiếc ví da thật toàn bộ đây, dạp hiệu thương hiệu đây, và sẽ có một khóa cáp mạng đây, bên trong đừng cạp vui xích chết trời đi thân, một ngăn đây và một khóa cáp mạng đây, bên trong là lót sọc đẹp hết ha, một ngăn đây đựng cặp visit trên tay đi thân, một ngăn đây là sạch đẹp hết ha. Lên nhịp shop một mã là 5146 5146 5146 ha, hai sản phẩm là 450. Và kế đến đó là một chiếc ví ha, màu hồng khá là đẹp, và ở đây nó sẽ có một cái nút để mình mở ra, dập hiệu thương hiệu ở đây, và một ngăn đây, và một ngăn đây đựng cạp visitor đi thân, một ngăn đây có một khóa cáo miệng, và một ngăn đây đựng cạp visitor đi thân, và một ngăn đây lót là sạch đẹp hết ha. Lên dùm shop một mã là 5260 5260, và một chiếc ví ha, da vân xước, dập hiệu thương hiệu ở đây, và ví này ví ngắn, một ngăn đây này mình mở ra như thế này thì bên trong sẽ có đựng cạp phí dích tài chị thân, một ngăn đây và một khóa cáo miệng ở đây, bên trong sạch đẹp, và một ngăn đây đựng cạp phí dích tài chị thân, dập hiệu thương hiệu ha, Anicolin của Saban. Lên dùm shop một mã là 5289 5289. Và cái đến đó là một chiếc ví dập vân xấu, da rất là đẹp ở đây, và sẽ có một mà khóa cáo miệng ở đây, bên trong một ngăn đây để mình đựng tư trang, và có một cái nút để gài lại như thế này, và một ngăn đây để đựng tiền, đựng cạp với giấy tờ tùy thân. Lên dùm shop một mã 4667 ha, 4667. Da quá đẹp đây. Và cái đến đó là một chiếc ví dập vân xấu, thương hiệu dập nổi đây, và sẽ có một khóa cáo miệng ở đây, bên trong đừng cảm phí giết chế tài chị thân, một ngăn đây, một ngăn đây là sạch đẹp hết ha. Lên nhìn shop một mã là 4127 ha, 4127. Và một chiếc ví ha, da độc lạ, nhiều loại da ghép lại với nhau, ví này là ví ngắn, sẽ có một khóa cáo miệng ở đây, thì bên trong một ngăn đây đựng cạp visit thường thẻ thôi ha, và tiền thì mình sẽ gấp đôi lại. Lên dùm shop một mã là 5288 5288, hai sản phẩm 450 5288. Và kế đến đó là một chiếc ví còn full hộp ha, còn full hộp, và đây thương hiệu dập nổi đây, da bóng, và sẽ có một ngăn ở đây và một ngăn ở đây, thì bên trong một ngăn đây và một ngăn đây, hai ngăn đây thì sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây, và một ngăn đây đựng cạp visit tùy thân, một ngăn đây đây đựng cạp visit tùy thân, bên trong dập thương hiệu ha, da rất là đẹp. Lên dùm shop một mã là 5065 ha, 5065, còn full hộp, da quá đẹp luôn, còn khá là mới, mình có thể làm quà tặng được ha. Và đây để mình gài lại như thế này đó, chắc chắn
da này là sẽ là da tổng hợp nha, da tổng hợp. Thì hàng si nó sẽ có một va vấp nhất định nhỏ thôi, chứ nó sẽ không mấy keng. Kế đến đó là một chiếc ví đây, da trừng trám ha, và sẽ có một khóa kéo ngoặc ở đây, bên trong lót, bên trong là lót vải ha, sạch đẹp. Lên giùm shop một mã là 5314 ha, 5314. Và một chiếc ví nhỏ thương hiệu ha, Gucci đó, quá là đẹp ha. Ở đây thì sẽ có một cái cốp để mình mở ra, hai ngăn ở đây, một ngăn đây và một ngăn đây, Made in Italy thương hiệu Gucci. Lên giùm shop một mã là 5035, 5035. Và một chiếc ví ở đây, ví này là vừa đựng móc khóa, vừa đựng tiền, vừa đựng thẻ được ha. Và sẽ có một cái khóa kéo miệng ở đây, một ngăn đây dập hiệu thương hiệu, và đây đựng thẻ, ở đây đựng móc khóa ha. Lên dùm shop một mã là 5305 ha, 5305. Và cái đến đó là một chiếc ví da rùa, da thật 100% ha, và sẽ có một khóa kéo miệng ở đây, bên trong đựng thẻ. Da rùa thì phong thủy ha, rất là phong thủy, da thật đồng bộ ha. Lên giùm sớm một mã là 5498, phong thủy về sức khỏe. Kế đến đó là một chiếc ví da thật ha, màu này là màu nâu sô cô la, và sẽ có một cái nút để mình mở ra. Bên trong đựng thẻ đây, đựng thẻ đây, đựng thẻ, và đây đựng móc khóa ha, móc khóa còn rất là sáng luôn, vàng ươm sáng bóng ở chỗ này. Dạp thương hiệu ở đây. Lên giùm shop một mã là 5307 ha, 5307. Và kế đến đó là một ví da rất là chất và đẹp, dạp hiệu thương hiệu ở đây, On Navy. Và ví này ví ngắn, sẽ có một khóa kéo mạng ở đây, bên trong đựng cà phê dưới chế tài thị thân, và một ngăn ở đây, và một ngăn đây là sạch đẹp hết ha. Và một cái ngăn ở đây thì để mình đựng tư trang, sạch đẹp hết. Lên giùm shop một mã là 5282, 5282. Và cái đến đó là một chiếc ví thương hiệu Ninagishi đây. Và sẽ có một cái nút để mình mở ra, thì bên trong một ngăn ở đây và một ngăn đây và một ngăn đây. Bên trong ha là sạch đẹp, và một cái khóa cá quèn. Một ngăn ở đây và một ngăn đây. Lên giùm shop một mã là 5053. Và một ngăn đây đựng cả phụ giấy chế tài tùy thân, và một ngăn nhỏ đây đựng cả phụ giấy chế tài tùy thân, và có một cái nút để mình gài lại như thế này, chắc chắn ha, thương hiệu Ninagishi. Và cái đến đó là một chiếc ví ha, thương hiệu Patrick Coat ở đây. Và sẽ có một ngăn đây, lót bên trong lót vải sạch đẹp, và một ngăn đây, đây đựng cả visit chúng ta thì thân, và một khóa cá miệng ở đây là sạch đẹp. Bên trong dập thương hiệu Patrick Coat dập nổi đây, và đây đựng cả visit chúng ta thì thân. Lên nhìn shop một mã là 5486 ha, 5486. Và cái đến đó là một chiếc ví ha, dập vân 6 màu xanh, da thật ở đây. Và sẽ có một ngăn đây, lót bên trong lót vải sạch đẹp, và một ngăn đây là sạch đẹp hết ha. Ở đây đựng cặp với chúng ta tùy thân, một ngăn đây, và một ngăn đây đựng cặp với chúng ta tùy thân, một ngăn đây, và đây đựng tiền màu xanh, quá là đẹp. Lên giùm shop một mã là 5258 ha, 5258. Và cái đến đó là một chiếc ví ha, Yahoo. Hai sản phẩm là 450 ha, hôm nay shop bán combo hai sản phẩm bất kỳ 450k và miễn ship toàn bộ. Anh đây,
sẽ có một cái nút để mình gài lại này, một ngăn đây và một ngăn đây, có một khóa kéo mạng và một ngăn đây và một ngăn đây. Ở đây đựng cà Physicista Titan. Lên dùm shop một mã là 5361 ha, 5361. Và một cái nút để mình gài lại như thế này, chắc chắn ha. Và cái đến đó là một chiếc ví ha, thương hiệu Samatha Lavasa, dập nổi đây và khuyên khóa còn vàng ươm sáng bóng và một khóa cắm miệng ở đây. Bên trong đựng cả Fujit Tata Titan, một ngăn đây và một ngăn đây và một ngăn đây, một ngăn đây, đựng cả Fujit Tata Titan. Lên nhập shop một mã là 4680, 4680. Kế đến đó là một chiếc ví ha, và ở đây một ngăn ở đây và một ngăn đây, có một khóa kéo miệng. Bên trong một ngăn đây, đây đựng cả Fujit Tata Titan, đa số ví dài sẽ bảo vừa điện thoại ha, và một khóa kéo miệng ở đây và một ngăn đây, đựng cả Fujit Tata Titan. Lên dùm shop một mã là 5265 ha, 5265. Và cái đến đó là một chiếc ví thương hiệu COS, dập nổi đây và ở đây sẽ có một khóa kéo miệng ở đây. Bên trong đựng cả Fujitsu Titan, một ngăn đây và một ngăn đây và một ngăn đây, là sập đẹp hết ha. Da là da, da chất liệu là da canvas của hãng COS, rất là mới. Lên nhìn shop một mã là 5099, 5099. Cái đến đó là một chiếc ví ha, da quá là đẹp và sẽ có một khóa cá miệng đây, lót vải sạch đẹp và một ngăn đây sạch đẹp ha. Ở đây và đây đựng cả Fujitsu Tata Titan, một ngăn đây đựng cả Fujitsu Tata Titan. Lên nhìn shop một mã là 4661 ha, 4661. Và cái đến đó là một chiếc ví dập vân, một ngăn đây và ở đây thương hiệu Valentino dòng Ruby. Ở đây đựng cả Fujitsu Tata Titan và một ngăn đây, hai ngăn nhỏ đây và có một cái nút để mình gài lại như này, một ngăn đây, một cái khóa kéo miệng đây, là sập đẹp ha. Lên nhịp shop một mã là 5176, 5176, 5176. Và cái đến đó là một chiếc ví như thế này, một ngăn đây, có một cái khóa, có một cái nút để mình mở ra. Ở đây đựng cả Fujitsu Tata Titan và một khóa cá mạng, hai ngăn nhỏ đây, một ngăn đây và một ngăn đây và một ngăn đây và một ngăn đây nữa ha, là sạch đẹp hết. Ra dùng shop mã là 5261 ha, 5261. Và một chiếc ví chất liệu da canvas của hãng COS và một ngăn đây và một khóa kéo mạng. Bên trong đây đựng cả Fujitsu Tata Titan, một ngăn đây và một ngăn đây, đựng cả Fujitsu Tata Titan. Lên nhập shop mã là 4907 ha, 4907. Và kế đến đó là một chiếc ví ha, Yahoo phủ sơn mài. Ở đây nó sẽ có một ngăn đây và một khóa kéo mạng ở đây. Bên trong là lót vải sạch đẹp và một ngăn đây và một hai ngăn nhỏ đây, là sạch đẹp hết ha. Lên dùm shop mã là 5110, 5110. Hai sản phẩm bất kỳ, hai sản phẩm bất kỳ làm 450 ha. Kế đến đó là một chiếc sản phẩm thương hiệu Andro và một ngăn đây và một ngăn đây sạch đẹp ha, và một ngăn đây sạch đẹp. Ở đây đựng cả Fujitsu Tata Titan, một ngăn đây là sạch đẹp hết ha. Lên nhịp shop một mã là 4674 ha, 4674. Hai sản phẩm bất kỳ. Và cái đến đó là một chiếc ví ha, vừa làm ví vừa làm lết, một ngăn này lót vải sạch đẹp dập thương hiệu có tới đây và một ngăn này có một khóa kéo miệng và một ngăn này là sạch đẹp hết ha. Đây đừng cảm với dưới trên tay ha, một ngăn đây và một ngăn đây là sạch đẹp hết. Lên nhịp shop một mã là 5068 ha. Hai sản phẩm bất kỳ, 450. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video ngày hôm nay ha. Số điện thoại của shop
0973 952 507. Chào tạm biệt cô chú anh chị.